Tập đoàn truyền thống đầu tư 6 tỷ USD vào crypto. Trong bản báo cáo gần đây, BlockData đã đưa ra thống kê về top 100 thương vụ đầu tư vào lĩnh vực blockchain từ tháng 9 năm 2021 đến giữa tháng 6 năm 2022. 40 tập đoàn truyền thống đã đầu tư vào các dự án trong lĩnh vực blockchain trong thời gian này. Trong đó, Samsung là tổ chức tham gia tích cực nhất khi đầu tư vào 13 công ty. Cùng với đó, những công ty dẫn đầu trong hoạt động đầu tư vào crypto gồm UOB với 7 thương vụ, Citigroup 6 thương vụ và Goldman Sachs với 6 thương vụ. Dựa trên thông báo từ BlockData, những công ty đầu tư nhiều nhất vào Alphabet tương đương 1,5 tỷ USD, BlackRock 1,1 tỷ USD, Morgan Stanley với 1,1 tỷ USD, Samsung với 979 triệu USD, Goldman Sachs với 698 triệu USD và PayPal với 650 triệu USD. Tập đoàn tập trung vào 4 công ty blockchain, bao gồm nền tảng Fireblock, công ty Web3 Gaming Dapper Lab, công ty nền tảng Bitcoin Vorace và quỹ đầu tư Digital Currency Group. Và dữ liệu cũng cho thấy các ngân hàng cũng bắt đầu chú ý hơn đến các công ty blockchain và crypto. Trong số đó, UOB và BNY Mellon là những tập đoàn hàng đầu khi đầu tư vào lĩnh vực này. Và ngày càng có nhiều tập đoàn truyền thống tham gia vào thị trường tiền mã hóa. Điều này cho chúng ta thấy rằng tiền mã hóa đang được xem xét và chấp nhận rộng rãi.